cái ý tưởng chính của cái show này và cách thức vận hành chính thức của cái show Tây Du Hí này là chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó, gặp một ai đó trong một cái cảnh nào đó, chúng ta sẽ hát một bài gì gì đó mà liên quan đến cái chuyện đó. Đó là chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó, gặp một ai đó trong một cái cảnh nào đó, chúng ta sẽ hát một bài gì gì đó mà liên quan đến cái chuyện đó. Đoàn hát Thanh Duy Khiêm xin trân trọng giới thiệu chương trình Tây Du Hí. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là đoàn hát Thanh Duy Khiêm. Vừa đến khu du lịch xanh Thới Sơn thì đập vào mắt tụi Hiếu đó chính là màu tím. Hoa khu vườn màu tím nè, cái chỗ hướng dẫn màu tím, mà mấy bạn hướng dẫn viên mặc đồ màu tím nữa, quá là xinh luôn. Dạ, bây giờ mà các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi, hôm nay là mình sẽ có một cái ngày trải nghiệm ở đây. Mình sẽ được tham quan những cái văn hóa đặc trưng của người miền Tây, với một cái phong cảnh rất là hữu tình như thế này. Trời, ta hơi nóng nha mọi người. Đây là bạn Thư, bạn ấy sẽ dẫn cả đoàn đi tham quan khu du lịch này nha. Nghe điểm đến đầu tiên là mình được đi ăn trái cây với nghe đờn ca tài tử ấy, đang đi cái ông kim ổng hổi trắng trợn. Trái cây này mình ăn miễn phí hả? Trời ơi nè, coi lại thân phận của mình đi. À dạ, trái cây đó dạng như là trái cây của nhà dân. Mình vô là người ta sẽ hái cho mình điểm chùm để mình ăn, mình thưởng thức. Xong rồi có một điều đặc biệt nữa là mình có hái, mình có chùm nào á, mình sẽ hái tận tay, mình thích chùm đó mình hái. Xong rồi ký đúng không? Dạ đúng rồi, mình tặng ký. Tặng nè, nhìn đây. Dạ. Trời, bé nhìn đây. Nhân dịp đi trên con đường làng thì chúng ta sẽ hát. Em đi trên có non mộc hồn đôi bờ đường đi, em che nghiêng nón lá chân rụt trè qua nhịp cầu tre, quê hương em ở ngoài thành xóm nhà tranh, em đi qua mấy sông vượt mấy kèo dẫu cao mấy núi cũng đặng lùi về mộc. Băng 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 ngôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lắm cha ngồi xuống cổng em cha nói cởi mùa mùa ơi. Và tụi mình đã tới nơi, cái đường làng bé bé vậy mà đủ màu sắc áo bà ba luôn. Đây là chỗ mà bọn mình được mời ăn trái cây nè mọi người. Măng cục năm nay bị tâm tai. Năm nay măng cục gói gà. Hình như ở chỗ hồi nãy là bạn này là VIP nhất có mấy đứa đi để tiếp anh đó. VIP hả? Dễ thương, má hồng. Sao biết? Kiểu. Sao biết nè? Dạ, sao tại vì em cảm biết. Nhận vậy. Miền Tây thì nổi tiếng là trái cây quanh năm, và cái thứ hai là đờn ca tài tử. Nên nếu mọi người có ít thời gian để đi chơi miền Tây thì hãy thử đi các khu cùng như thế này nha. Con trai tôi à? Trời ơi! Cứu tôi, cứu tôi! Sao nó mới về cái miệt vườn này mà cô hát một bài cô đòi lấy nó làm chồng hả? Đâu có dễ! Em nhớ cái đoạn bạn Thương mà cho mình ngồi xuống mình ăn trái cây nhiệt đới không? Nhớ, lúc đó hát giờ cần lúc đó là hát 3 tiếng đồng hồ. Đúng. Là 3 tiếng rồi. Là lúc... Ủa anh không biết hả? Lúc đó là anh qua anh hát với mấy anh chị, ở trong đó có một anh nghệ sĩ luôn á. Là hồi xưa có thi chung vàng giọng cổ gì luôn á đó, nhớ không? Đó là hát nè, xong rồi có một anh khách ra hát với anh bài, đòi anh hát bài Lan Dành Điệp gì đó nhớ không? Đó là nói 3 tiếng em nói lố rồi cũng gần 1 tiếng luôn á. Ôi trời, mà toàn là nhạc, trời. Nhạc dưng gọi là cũng dính vậy ba. Tân cổ giao duyên luôn á, rất là hay. Mà khúc đó là khách đi qua đi lại là bu vô coi. Có khách nước ngoài nữa. Có khách nước ngoài. Khách Indo hay gì á.
chùm đầu dữ. Cũng không có bu lắm. Không, nhưng mà bên kia em nghe hướng dẫn viên có thuyết trình cho mấy bạn đó là bên kia là một anh ca sĩ nổi tiếng đang giao lưu với đoàn ở đây. Cho em một quẹt nha. Đầu tiên khi mình nghe anh Duy hát cải lương chung với tất cả mọi người ở đó, lúc đó là em cảm nhận thật là anh Duy hát khúc đó rất là hay, như là một nghệ sĩ cải lương mà cái âm thanh nó ra nó gọn gàng lắm nha. Dạ, em thì không biết đánh đàn ca cổ mà khi nghe anh hát lên thì bất ngờ, nói chung hay mình, lắm đúng mình không? Cứ nghĩ anh hát nhạc trẻ, lúc mà anh hát bước vô ca cổ cái là thấy là mùi hay là ác liền. Ừ. Tại vì nó là một cái kỹ năng khó học lắm á, tại vì cái thấm nhuần mới đi được. Ừ. Rồi thua. Bất ngờ thôi. Mà không chỉ nằm ở những cái bài mà đã là có bài sẵn, có bài có bản sẵn. Chỉ với một câu nói mà ảnh muốn lên thành giọng cổ ảnh sẽ làm được. Uh-huh. Nghĩa là trong máu có sẵn rồi. Đúng rồi, đi theo câu cổ. Còn mà khiêm vô một cái là nó đi đâu luôn á. Mà lúc đó là cũng may có mấy chú ở đó đánh đi đàn cho anh. Đi về miền nào em cũng biết nữa. Chứ đó anh kêu em đàn là em chịu luôn á. Anh Chi mày đừng hay gọi tên anh là mang tơ hàng mang tơ. Ta tiếng hàng mặt tử như trần bão kinh quang dừa hồi hoa biển kia. Như đêm thêm khô khăn vào lòng sa mạc đã làm sụp đổ tiêu tan những thành quách quý nghi trầm mặt dừa. Thực ra cải lương không có khó như mọi người nghĩ đâu. Cải lương tại vì trong máu của mình á là đã có sẵn rồi. Ở này anh nghe từ cô Ba Bạch Tuyết á, thì cô có nói là cải lương nó là trong cái lời thoại, trong cái lời nói của người miền Nam mình rồi, nên là chỉ cần mình bỏ vô. Ví dụ tiếng Việt mình có là sắc hở quyền cả nặng đúng không? Thì kiểu trong cải lương sẽ có là liều sừ sang xe cống. Ví dụ là trời ơi tôi mỏi chân quá, trời ơi em cũng có coi cái đoạn đó của cô Bạch Tuyết đó. Mình mà để khi vô em lên giọng cổ là nó cứ đi đâu 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 đó. Và em hay bị vậy, em điên hồi cái em vô mấy cái nốt của thì tất nhiên bảy nốt là phương Tây. Thực ra cải lương không có khó như mọi người nghĩ đâu, thì tất nhiên là mình cần phải có sự luyện tập và mình phải học thì mình mới có thể hát được một cách chuẩn. Nhưng mà cải lương nó đã nằm sẵn ở trong cái ADN của người Việt Nam mình rồi, đặc biệt là người miền Tây. Bây giờ là chú Duy và chú tên gì ạ? Chú Thiện ở đâu ạ? Thiện ở 118 của Bình Tân. Nói địa chỉ nhà luôn. Thiện là khách du lịch ở đây, Thanh Duy cũng đi du lịch ở đây, tình cờ gặp nhau nên là hai chú cháu sẽ một bản. Con mới đứng kế nha, con không có lấy điện thoại chú. Bao giờ mất cái này tự ông mới mất điện thoại. Đây quay đi em. Tình anh như đường con sóng dài, con muốn về cho ngày trái cho con muốn tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đông bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi.
xa nhưng đắm chỉ đôi bờ. Anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Thương nghe câu mãi đầy nhớ điều ly tình ta. Nâng ngả bước chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau. Sắp ta đôi xa nơi bên đó, tìm sao bay xa mãi không về. Anh vẫn chờ em nơi đây bên ở, rồi nhớ thương em có hát mong mong chờ. Chúa ơi, thương chim quyên nức nở, thương con cá rơi trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Ơi, ơi ly nàng ơi, ơi ly nàng ơi, ơi ly nàng ơi, em thương mà em đợi con nỡ buồn tên câu hát ly mong chờ. Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm. Ơi chim sao mồ côi, chim trắng bình nở, chim sao mồ côi thương anh mà em đợi. Chim trắng cò than nghe tay tay tê lòng, ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sao không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều sao khổ thân em, ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sao không về cánh cò mồ côi. Em nhớ anh nhiều sao khổ. Thì Duy nghĩ là Duy cũng rất là thích hát cải lương, và Duy rất là thích những cái trích đoạn cải lương hay. Và nếu được mọi người ủng hộ và yêu thương thì trong cái live show cuối cùng của Tây Du Hí ở tự nhiên khó đầy nhắm mắt vậy. Mình đang liên tưởng tới cái cảnh đó, cái cảnh mình sẽ diễn cải lương ở trên sông à, như thế nào. Em tưởng anh ngủ. Không, đang nói nhưng mà kiểu liên tưởng đó, mình sẽ hát trích đoạn như thế nào. Chỗ đó cho em diễn một giai đào lẳng lơ được không? Lẳng lơ à? Thúy Liễu. Em nắm tóc chị, em lôi chị đi giữa dòng đời bươn chải bộn bề. Thôi hãy em đi. Đó em phải hát được câu đó. Thôi hãy em đi. Thôi hãy em đi. Thôi hãy em đi cao. Thôi hãy em đi. Thôi hãy em đi. Thôi hãy em đi. Thôi hãy em đi. Hỡi con đàn bà ngu si khờ dại. Hỡi đàn bà ngu si khờ dại. Gì đó? Ở tóm lại là sẽ có một cái tiết mục, hoặc một vài tiết mục trong live show cuối cùng Tây Du Hí đúng không anh? Hê giọng là vậy. Hiếu diễn không? Nhưng mà em không biết đàn cổ với anh ơi. Khó. Mình cho nó đóng. Nó đóng dây, quân lính. Hoặc là cái cây, cục đá. Đúng rồi. Đá cũng được. Ngọn cờ, cỏ lao. Em rồi em cách không có đó cà Huế. Ồ vậy hả? Đó cà Huế em. Đêm về. Em dỗ cái này chứ cái rồi bắt đầu mình đi đến Huế luôn rồi. Mình quanh về miền Tây lại được không? Rồi về lại miền Tây bà con ơi. Tập hôm nay sẽ hơi ngắn một tí để tụi tôi để dành cho một tập cực hay ở sau nha. Tập sau sẽ có cái bài mà tôi tâm đắc nhất, cái series luôn. Ngoài ra còn một tỷ cái đó của anh em tụi tôi. Nên là bà con coi mà thấy hay, xem mà thấy vui thì nhớ đăng ký kênh tụi tôi nha. Miền Tây mãi đỉnh. Duy thích nhất cái lúc mà vừa mới tới Cồn Phụng gặp cô Thanh Nga. Cô Thanh Nga cổ dễ thương quá. Lúc đầu cổ ngại, cổ mắc cỡ nhưng mà cổ dễ thương quá trời. Cổ đúng kiểu coi mình như con cháu á. Trời ơi bão táp mưa sao, một cô Thanh Nga làm sao chống nổi sương hà. Nghĩa đất tình nhà nắng quần con lên xe, bà con đi.
nón lá nha. Tặng có một bài đi anh. Tặng gì mà về nón lá. Chiếc áo ba ba trên dòng sông thầm thầm, cặp hoang con sườn bé nhỏ mong manh, nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ, hầu dài ơi tóc chiều hết rồi. Chị hai ơi, tóc chị rụng hết rồi. À, con, tụi con hứa với cô Hanh nghe là sắp tới hành trình của tụi con sẽ cầm ba cái nón lá của cô để đi đợi đỡ nắng nha. Mùa này nắng lắm.